Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Watt. Vâng, xin chào các cao su fan nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Dương Watt của chúng tôi lên sóng review với anh em mẫu đồng hồ nữ dành cho anh em là mua tặng cho bà xã, là người yêu, người thân trong gia đình mình hoặc bạn bè mình nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3 sắp đến rồi. Vâng, thì hôm nay Dương Watt chúng tôi giới thiệu với anh em 7 mẫu đây. Thì anh em là ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho Dương Watt chúng tôi anh em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bắt đầu ngay nào. Rồi, trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ Casio nữ này, rất là yêu. Thì mẫu đồng hồ này, kiểu dáng thiết kế là dành cho chị em nào thích đeo kiểu văn phòng, đơn giản, lịch lãm thôi, không quá cầu kỳ. Đấy, thì đây là một mẫu tôi thấy là cũng rất là ok này. Bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt của em nó để anh em có thể ướm trên tay mình nhé. Đây, size mặt của em nó có 28 đây anh em ạ, 28.3, gọi 28 là độ dày. 7.8 thì rất là hợp lý rồi, rất là mỏng và rất là hợp lý. Vâng, mã của em này là LTP V005D 1AUDF, giá là có 803.000 thôi, quá rẻ cho một mẫu đồng hồ Casio chính hãng như này. Thì anh em cũng biết rồi, thì đây là một cái tem bảo hành này, chính hãng này, mà đảm bảo hàng thật cho anh em. Đó, cho nên là anh em mua tại giờ quát chúng tôi thì cũng không phải lo lắng gì về cái hàng nhái hàng giả ở đây cả. Đây, anh em mua thì sẽ vào cái link này, bảo hành chấm anh quy quát này, và chúng ta sẽ kích hoạt bảo hành cho em đồng hồ Casio yêu thương này. Đấy, thì mẫu đồng hồ này thì được thiết kế là dây vỏ thép 316L và mặt dial màu đen, được thiết kế rất là đơn giản, và trên kim giờ và kim phút là có dạng quang để sáng vào ban đêm. Và chức năng của em nó là gồm có là giờ phút giây. Đây, phần khóa của em nó này, logo Casio sắc nét luôn đây, rất là sắc nét. Đây, phần nghiêng của nó này, đây dây đây, dây này nó to thì anh em phải cắt anh em ạ. Đấy, ai cũng phải cắt hết. Đó, đây là phần mặt đáy này. Đấy, mặt đáy của em nó đấy. Mặt đáy thì như anh em yêu thích thương hiệu Casio thì ai cũng biết rồi, bao giờ cũng có cái tem vàng của nhà phân phối này. Đấy, tem chống giả luôn. Đấy, ok. Mẫu đồng hồ này thì gần như ai cũng có thể là đeo được mẫu đồng hồ này, bởi vì nó thiết kế rất là đơn giản, dễ đeo. Đấy, ai cũng đeo được, công nhân, học sinh, sinh viên, ai cũng có thể đeo được. Và giá thì vô cùng hạt rẻ, cho nên là ai cũng có thể sở hữu được mẫu đồng hồ này anh em nhé. Cái mẫu đồng hồ thứ hai, vâng, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế rất là yêu thương luôn này. Đấy, về phần ngoại quan thì anh em nhìn tương quan thì cũng thấy là em này được thiết kế khá là đẹp. Đấy, về cái viền benzen của em nó thì được tiển những cái răng cưa này. Đấy, nó tạo một cái gì đó nó rất là lấp lánh cho chị em. Đấy, về chức năng của em này thì là có lịch ngày tổng số 3 giờ truyền thống này. Đấy, kim bút chì có điểm giả quang sáng và ban đêm cho anh chị em. Độ chống nước của em này là 50m cho anh em thoải mái đi mưa rửa tay và có thể tắm nhẹ thoải mái được. Rồi, đây, đấy, phần sau của em nó đây. Đây, phần mặt đáy em nó đây. Đấy, khóa này, khóa gập 3. Rất là chắc chắn luôn. Đây, độ dày em nó này, nhìn rất là hợp lý luôn. Rồi, ta sẽ xem mã em nó nào, như thế nào này. Mã của nó đây là LTP 1302D 7A1VDF và giá là có 1.373.000 thôi. Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10% nhé. Đấy, và đây cũng là cái tem chống giả đây. Đấy, để anh em mua thì sẽ cào lớp bạc này ra và sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó. Và chế độ bảo hành của em nó là máy 1 năm và pin 18 tháng. Đấy, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là chế độ bảo hành của thương hiệu Casio này. Rồi, tôi sẽ đo cái size mặt của em nó cho anh em xem. Đây, size mặt của em nó là 30. Độ dày là 9.2. Thì về size mặt và cái kích thước độ dày này thì tôi thấy là nó rất là phù hợp. Đấy, nó rất là phù hợp với cổ tay người Việt mình thôi. Size mặt 30 là một cái size mặt bình thường, bình dân. Đấy, từ 25 cho đến 32, 33 là bình thường. Ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Nếu chị em là giữ khoảng tầm 45 cân đổ lên hoặc 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này. Rất là dễ đeo, không có gì là khó khăn cả. Rất là yêu thương luôn. Đấy, dành cho anh em là học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Và hay nhất đó là tới là dịp mà mùng 8 tháng 3 cũng đến rồi. Vâng, các anh mà mua tặng cho các chị, các bạn là mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là cũng ok rồi. Giá cả cũng rất hợp lý, có hơn 1 triệu thôi mà còn siêu 10% nữa thì tôi nghĩ là nên mua anh em nhé. Mẫu đồng hồ thứ ba,
Rồi, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế cũng rất là yêu thương này. Đấy, mặt đai ổ được thiết kế là màu đen. Đấy, màu đen tuyền luôn. Và cặp số 6 với 12 giờ là số La Mã kết hợp với vạch số rất là nổi bật trên cái mặt đai ổ này. Đấy, kim bút chì và có xạ quang để sáng vào ban đêm nha anh chị em này. Đấy. Rất là yêu thương. Đây thì tôi chưa cho chạy đâu. Đấy, cho chạy đẹp. Vâng. Được chưa? Rồi. Mã của em nó nào. Mã của em nó là LTP V005D 1B2 UDF và giá là 803.000 thôi. Quá là hạt rẻ luôn anh em ạ. Bằng một đôi lầu là anh em có thể sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Casio chính hãng như này rồi. Khỏi phải ban rồi. Về chất lượng các thứ thì khỏi phải nghĩ rồi. Độ chống nước là 5 ATM. Bảo hành là máy 1 năm và pin 18 tháng và bảo hành điện tử luôn đây. Đây đây. Quét mã QR phát là bảo hành được luôn này. Đấy. Đấy rất là ok. Rồi, sai mặt nào. Đây, sai mặt của em nó là có 28.2 thôi. 7.7, độ dày 7.7. Thế thì về cái kích thước của mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là ai cũng có thể đeo được rồi. Vâng, cũng không cần quá nói nhiều gì về cái kích thước của mẫu đồng hồ này. Nó rất là dễ đeo. Đấy, gần như ai cũng có thể đeo được hết. Mẫu đồng hồ này thì quá đẹp rồi. Dây được thiết kế này là đánh xước này, kết hợp với vỏ đánh bóng này. Đấy, đây, anh em có thể xem chi tiết, rất là ok này. Cực kỳ chất luôn. Rất là dễ đeo luôn. Mà quan trọng là giá của mẫu đồng hồ này cũng rất là hạt rẻ. Chỉ bằng một nồi lẩu là anh em có thể sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng như này rồi. Thứ tư nè. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ đờ mi. Đấy, mặt đại ồ là được xẻ tia này. Đấy, xẻ tia lấp lánh luôn. Và có lịch ngày ở cặp số 3 giờ. Đấy, viền benzen này nó nổi lên hơn mặt kính anh em nhé. Cho nên là nó có độ chống xước của cái mặt kính này rất là cao. Đấy, độ chịu nước của em nó là 5 ATM. Thoải mái anh em đi bơi rửa tay cũng nhẹ được thoải mái. Đấy, phần dây được thiết kế đờ mi đồng bộ với phần mặt số này. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ở mẫu đồng hồ này. Còn mặt nghiêng này. Rất tinh tế. Thiết kế theo lối classic cổ điển đấy. Đấy, cho nên là nó rất là đơn giản thôi. Gần như ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Rồi, mã của em nó đây là LTP 1183G 7ADF và giá là 1.529.000. Anh em online chúng tôi cũng siêu anh em 10%. Rồi, đây là tem chống giả của em nó này. Đấy. Và có cả tem chống giả ở mặt đáy này. Đấy, anh em nhìn này, có chút tem chống giả đây này. Đây này. Đấy. Japan này. Tem chống giả này. Vâng, như anh em biết rồi, Casio nó là thương hiệu của Nhật Bản. Thì nói về Casio thì người ta nghĩ ngay đến là máy tính này. Rồi là một số cái thương hiệu của đồng hồ Casio thì anh em khỏi nghĩ rồi. Quá bền bỉ và gọi là nồi đồng cổ đá thì anh em cũng không phải nghĩ nữa rồi. Rồi, sai mặt của em này nè. Đây, sai mặt của em đó là 27.3 này. Độ dày của em nó là có 7.1 thôi. Quá mỏng luôn anh em ạ. Quá mỏng cho một chiếc đồng hồ classic cổ điển như thế này. Đấy, anh em thấy không? Thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Lên tay thì khỏi phải bàn rồi. Cũng phù hợp với anh em nào học sinh, sinh viên, công nhân. Ai cũng có thể đeo được. Người đi làm. Nói chung là ai cũng có thể sở hữu đeo được mẫu đồng hồ này. Rất là dễ đeo luôn. Mà giá thì cũng hợp lý luôn anh em ạ. Hồ thứ 5 nào. Rồi, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ thứ 5 của thương hiệu Casio. Với thiết kế là đây, dây vỏ là thép 316L, mặt kính khoáng, độ chịu nước là 50m đây. Đấy, thoải mái đi mưa rửa tay và bảo hành là máy 1 năm pin 18 tháng. Đây, phần khóa em nó đây, đáy em nó đây. Đáy thì bây giờ cũng có tem chống giả và có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đấy anh em nhé, nhìn rất ok. Rồi, mã em nó nè. Mã em nó đây là LTP 1303D 1AVDF, giá là 1.243.000 thôi, quá là rẻ và hợp lý cho một mẫu đồng hồ tuyệt vời như thế này rồi. Thì chức năng của em nó là có giờ phút giây, đấy, kim mũi giáo và có điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho chị em. Đấy, mẫu đồng hồ này mà để tặng mùng 8 tháng 3 thì khỏi phải nghĩ rồi. Thì mẫu đồng hồ này thì có size mặt to hơn mẫu đồng hồ thứ 5 vừa rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đo cho anh em xem. 30 gì đó. Đây, đúng là khoảng 30 thật. Chuẩn luôn này anh em này. Đấy, thì mẫu đồng hồ này thì gần như ai cũng đeo được rồi. Quá dễ đeo. Độ dày là 7.9. Đấy, là khoảng 8 đi. Thì rất là hợp lý. Anh em nào có khoảng 50 cân đổ lên hoặc là khoảng 70 cân đổ xuống. Thì đeo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi. Nó cũng rất là ok luôn. Rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn này. Rất luôn.
đó, ngủ thứ sáu. Rồi, mẫu đồng hồ này thì trong một số video này tôi cũng có giới thiệu với anh em rồi. Đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng hơi kiểu là mi nhon một chút anh em ạ. Nhìn nó yêu yêu ấy, đây này. Đấy, anh em có nhìn thấy nó hơi bầu bầu yêu yêu không? Nhìn nó rất là chất luôn. Và về thiết kế của mặt tay ô này là số 12 này, 3 này, 6 này, 9 là số. Và kết hợp với vạch số này. Đấy, mặt tay ô được xẻ những đường xẻ dọc. Đấy, rất là chất luôn. Và độ chịu nước là 50m này. Đấy, mặt kính khóa. Chất liệu dây vỏ là thép 316L. Phần kim dây thì lại được điểm màu đỏ trên phần kim dây, tạo cho mẫu đồng hồ này nó thể thao một chút, nó khỏe mạnh một chút. Đó, đây phần dây này. Đây, đấy, anh em có thể nhìn mặt đáy này. Đấy, mặt đáy đây, xem chống giả này và thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đây, phần khóa này, khóa cập 3. Đấy, rất là chất mà sắc nét. Này, rất là ok luôn. Rồi, mã của em nó nào. Đây, mã của em nó là LTP1341D2AVDF và giá là 1.607.000 anh em nhé. Đấy, thì anh em online chúng tôi cũng sale cho anh em 10%. Rồi, tôi sẽ đo cái sa mặt của em nó cho anh em xem. Đây, sa mặt của em nó là 31 anh em nhé. Và độ dày. Độ dày là 9.0. Em này thì có sa mặt 31 thì dành cho anh em nào cứ khoảng tầm 55 cân đổ lên. Đấy, khoảng 75 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Đấy, được thiết kế cũng là theo lối là sport khỏe mạnh một chút. Anh em nào thích nó mạnh mẽ một chút, đấy, đeo một chiếc đồng hồ thể thao một chút thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua để tặng cho người thân nhé. Nên mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay, đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế mặt đeo màu đen này, dây thép 316L, đấy, mặt kính khoáng, độ chịu nước là 50m, vâng, và bảo hành máy 1 năm mà pin 18 tháng. Rồi, đây anh em có thể ngắm này. Về thiết kế của mẫu đồng hồ này thì cọc số 6 và 12 giờ là số kết hợp với vạch số. Đấy, kim bút chì điểm dạ quang. Đây, dây này. Đây. Logo sắc nét của Casio này. Mặt đáy của em nó đây, mặt cạnh này. Rất là đẹp luôn. Rồi, mã em nó nào. Đây, mã của em đó là LTPV005D. 1BUDF này, giá là có 803.000 và anh em khi mua online thì chúng tôi cũng sale anh em 10% nhé. Vâng, và đây cũng là tem chống giả của em nó này. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp đây. Đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Casio. Đấy, do anh Quê Quắt, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Casio này tại Việt Nam. Phân phối này, đây là một chiếc hộp Casio, tôi cũng mở cho anh em xem. Đây, bên trong thì bao giờ có một quả bông để mà cài sản phẩm. Rồi thì cũng một số anh em cũng thắc mắc rằng không biết là đồng hồ Casio tại giờ quá chúng tôi có phải hàng chính hãng hay không, thì ở đây tôi cũng có trưng một cái bằng đây này anh em này, anh em có thể nhìn qua thì cũng nhìn thấy là một cái bằng chứng nhận và của Casio, người ta chứng nhận đây cho giờ quá chúng tôi phân phối thương hiệu đồng hồ này. Đây đây này, đấy, có địa chỉ đàng hoàng, mọi thứ đàng hoàng đây cho anh em. Đây để tôi có thể đặt nghiêng thì mới nhìn được anh em ạ, hơi khó nhìn chỗ này, nó hơi chật. Đây, công ty cổ phần Anh Quy Watt này, nhà phân phối đồng hồ Casio hiện tại Việt Nam, chứng nhận đây này. Đấy, cho giờ watt này, gian hàng DO 11B này, tầng G, trung tâm thương mại giữa Garden của Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là đại lý bán lẻ chính thức thương hiệu đồng hồ Casio Nhật Bản đấy, đó, và có chữ ký của chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng này. Cho nên là anh em hoàn toàn khi mua đồng hồ tại giờ watt chúng tôi anh em. Thì hiện tại đồng hồ này đang được bán tại hệ thống đồng hồ giữa watt chúng tôi, có địa chỉ đây anh em này, đấy, tầng G, trung tâm thương mại giữa Garden này, đường Mỹ Chỉ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm Bixi Savico này, 79 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, và có website. Thì trên 7 mẫu đồng hồ này thì anh em có thể là không thích thì anh em có thể lên website để tìm hiểu những mẫu đồng hồ khác của chúng tôi đang bán tại đấy anh em nhé, và có số hotline để anh em có thể đặt hàng trực tiếp qua giờ quất chúng tôi. Rồi, mùng 8 tháng 3 thì cũng sắp đến rồi, thì hôm nay tôi làm video này để cho anh em có thể tham khảo xem là ưng được mẫu nào thì hãy mua cho người thân của mình một trong 7 mẫu đồng hồ này để người thân, để cho tình cảm đi lên anh em nhé. Rồi thì anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giáo quát chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và